bạn, mình là Thoại nha. Còn mình là Thuận nha các bạn. Thoại rất vui và hạnh phúc khi được các bạn quan tâm và lo lắng. Hôm nay Thoại và Thuận lên đây để tính chính là một số lời nói của anh Ba Phải. Thứ nhất, về vụ việc đi quay video ở Cà Mau. Cụ thể video ở đoạn đầu á các bạn, Thoại và Thuận có xin anh Phú về, chứ có phải hai anh em mình tự đi bỏ về hay là công việc cá nhân của hai anh em mình. Khi hai anh em mình về, anh Phú và các em đều biết. Nhưng trong video, anh Phú và các em lại nói hai anh em mình là bỏ bê công việc, làm ảnh hưởng đội ngũ. Lời nói như vậy, anh Phú và các em cũng có thể nói được mình rất là buồn nha các bạn. Còn ở đằng sau, anh Phú có cho Nhã và Thật nói, anh Phú còn rất thương hai anh em mình. Hai anh em mình rất cảm ơn vì điều đó. Còn thương như thế nào thì mình sẽ nói tiếp để cho các bạn hiểu rõ hơn nha. Gần đây có khá là nhiều bạn hỏi Thoại và Thuận có còn quay lại tem anh Ba Phải được hay không. Chắc là không được rồi các bạn ơi. Bởi vì chính anh Phú đã đuổi hai anh em mình rời khỏi tem. Mình không hiểu vì sao anh Phú đuổi hai anh em mình và không nói rõ vấn đề đuổi hai anh em mình cho các bạn biết, và không nói rõ lý do vì sao đuổi hai anh em mình. À, còn vì sao hôm nay mình mới lên tiếng đến chính là vì mình còn sự tôn trọng nhất định đối với anh Phú cũng như tem anh Ba Phải. Nhưng không thể vì vậy mà hai anh em mình che giấu đi sự thật. Đáng lý các bạn phải được biết từ trước. Gần đây trong video, anh Phú có nói là do bố mẹ hai anh em mình không muốn cho hai anh em mình đi quay, cũng như là hai anh em mình tự nghĩ. Thì điều này hoàn toàn không đúng nha các bạn. Còn lý do vì sao không đúng? Có khá là nhiều bạn theo dõi hai anh em mình trong suốt thời gian qua cũng đã biết hai anh em mình có ước mơ làm YouTuber. Có nhiều bạn xem video bên kênh Ba Phải á bạn. Hơn một năm nay cũng đã biết, từ khi Thoại và Thuận và tem đến bây giờ, hai anh em mình cố gắng, thật sự rất là cố gắng. Vì sao hai anh em mình ra đi im lặng là hai anh em mình muốn giữ hình tượng tốt đẹp đối với giữa mình và tem Ba Phải. Nhưng ai đó nói không đúng về sự thật hai anh em mình, thì hai anh em mình sẽ lên tiếng để lấy lại danh dự của hai anh em mình. Có nhiều bạn nói hai anh em mình phản bội, được các bạn yêu thương là từ đâu. Mình cũng rất cảm ơn anh Ba Phải cũng như anh Phú đã tạo dựng cho hai anh em mình được giá trị như ngày hôm nay. Nhưng mình xin nhắc lại nhé các bạn, là hai anh em mình không làm gì sai cả. Hai anh em mình chỉ là một đứa trẻ mới lớn, làm sao có thể so sánh với một người lớn, một người có kênh YouTuber lớn. Ở đây mình mong các anh chị YouTuber giúp đỡ cho hai anh em mình trên chặng đường YouTube. Và điều cuối cùng mình muốn nhắn gửi tới tất cả các bạn là khi các bạn muốn nói điều gì đó thì phải nói đúng sự thật. Đừng nghĩ mình là người lớn, người có tiếng trên mạng xã hội mà nói đi sai sự thật, bởi vì sự thật vẫn là sự thật. Hai anh em mình cũng đã nói ra hết, kiểu như là hai anh em mình cũng đã nói hết ra sự thật rồi đó các bạn. Nếu các bạn nào không tin hoặc là nghi ngờ hai anh em mình thì hai anh em mình có thể giải đáp thắc mắc cùng với các bạn. Còn không thì hai anh em mình sẽ đối chứng cùng với anh Ba Phải. Mình xin nhắc lại luôn nha các bạn, là kênh này là kênh YouTuber chính chủ của mấy anh em mình, kênh Thoại Mèo TV nha các bạn. Là kiểu là nó bị người ta đánh cắp rồi á các bạn. Mấy anh em mình đang nhờ mấy anh chị YouTuber lấy lại giùm mấy anh em mình. Nếu có thông báo gì thì mấy anh em mình sẽ nói cho bạn biết. Còn đây là kênh YouTuber Thoại Mèo Vlog mới của mấy anh em mình. Nếu mấy anh em mình không lấy được kênh Thoại Mèo TV thì mấy anh em mình sẽ đăng những clip 24 giờ, những trò chơi thú vị lên kênh Thoại Mèo Vlog nha các bạn. Thì mình biết trước đây có khá là nhiều bạn nghi ngờ nói hai anh em mình phản bội, nói hai anh em mình là người này người kia á bạn. Thì các bạn cứ xem clip này và như những lời nói của mình á bạn, các bạn cứ vô trong kênh Ba Phải và xem cái clip phần 4 của đi Cà Mau á bạn. Các bạn xem video đó và các bạn so sánh với cái video của này thì các bạn sẽ rõ. Còn các bạn chia sẻ thật mạnh và nhấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mấy anh em mình một cái chuông để cho mấy anh em mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho các bạn xem. Thì bây giờ trời cũng đã là trễ rồi các bạn ơi. Mấy anh em mình tạm biệt và bye bye tất cả các bạn nha. Mấy anh em mình chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành nha. Bye bye mọi người. Bye bye.